Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Phải yêu kẻ thù. Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ trao hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tại sao anh lại bắn tôi, khi cả hai chúng ta đều tin vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa duy nhất? Đó là một câu trong lá thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô định gửi cho anh Ali Aka, người đã ám sát ngài vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại Roma. Nhưng ngài đã đích thân thăm anh trong tù năm 1983 và đã tha thứ cho anh. Vào đại năm thánh 2000, ngài đã xin tổng thống Ý cho anh được ân xá. Điều đáng nói là anh đã chẳng bao giờ công khai xin ngài tha lỗi. Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Thực ra, luật Mô-xê không dạy ghét kẻ thù. Nhưng ghét kẻ thù của Thiên Chúa là chuyện có trong các thánh vịnh. Lạy Chúa, kẻ ghét Ngài làm sao con không ghét? Con ghét chúng, ghét cay, ghét đắng. Chúng trở thành thù địch của chính con.
Đức Giê-xu dạy các môn đệ yêu kẻ thù. Nhưng vào sau năm 70, kẻ thù của các môn đệ là ai? Là quân xâm lược Roma, là thế giới dân ngoại đang bắt đạo, là những người đồng bào thuộc hội đường đang ngược đãi các Kitô hữu, là những ai không phải là anh em, nghĩa là những ai không tin Đức Giê-xu. Đức Giê-xu mời ta vượt qua khuynh hướng tự nhiên là chỉ yêu kẻ yêu mình. Tình yêu Kitô vươn đến cả những kẻ ghét và làm hại mình nữa. Hãy yêu kẻ thù, nhưng yêu lại không phải là một tình cảm tự nhiên. Yêu là một thái độ của lòng nhân, được diễn tả bằng những hành động cụ thể. Yêu là cầu nguyện cho kẻ bách hại, là chào hỏi và chúc bình an cho họ. Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi. Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố như thế sau khi hồi phục. Yêu kẻ thù làm chúng ta được ơn trở nên con cái Cha trên trời, trở nên giống Cha là đấng ban mặt trời và mưa cho kẻ bất chính. Trở nên con cái Cha là tiến trình dài một đời, xuyên qua những hành vi yêu thương vượt trên tự nhiên. Cha yêu mọi người chẳng trừ ai bằng một tình yêu vô điều kiện. Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha, nhờ yêu kẻ thù như Cha đã yêu họ. Kẻ thù cũng là anh em tôi, vì họ cũng là con được Cha yêu như tôi. Chúng ta nên nghĩ đến những kẻ thù của mình, ở rất gần mình, những người mình không muốn chào hỏi hay nhìn mặt, chỉ muốn quyền rủa. Tôi sẽ làm gì để bày tỏ tình yêu tha thứ đối với họ trong mùa chay này? Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày đón nhận những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày mà yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa. Và đừng để con quên lời Chúa nói. Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính ta.
ngày 12 tháng 3, Thánh Luigi Orione, năm 1872 đến năm 1940. Thánh Luigi Orione chào đời ở Ponte Curone, giáo phận Tortona, ngày 23 tháng 6 năm 1872. Vào năm 13 tuổi, em vào dòng Francisco ở Voghera, Pavia, nhưng sau đó một năm đã không thể tiếp tục vì lý do kém sức khỏe. Từ năm 1886 đến năm 1889, em là một học sinh của Thánh Gioan Bosco ở Vadacco Oratory ở Turin, Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 10 năm 1889, cậu đã nhập chủng viện giáo phận Tortona. Ngày 13 tháng 4 năm 1895, Luigi Orione được thụ phong linh mục, và cũng trong dịp này, Đức Giám Mục đã cho 6 học sinh nội trú của Ngài mặc áo giáo sĩ. Trong một thời gian ngắn, Ngài đã mở thêm những nhà mới ở Momico, Lossana, Noto, San Reno và Roma. Vị sáng lập viên trẻ tuổi tài cao này đã tập trung được một nhóm những linh mục và chúng sinh để làm thành một nhóm nòng cốt đầu tiên cho tổ chức, công việc nhỏ bé của đấng quan phòng thần linh. Năm 1899, Ngài thành lập ngành ẩn sĩ của đấng quan phòng thần linh. Đức giám mục ở Tortona là Đức cha Igino Bandi, qua sắc lệnh ban hành ngày 21 tháng 3 năm 1903, đã chuẩn nhận hội những nam tử của đấng quan phòng thần linh. Được thúc đẩy bởi lòng thiết tha yêu mến giáo hội và phần rỗi các linh hồn, Ngài đã chủ động chú trọng tới những vấn đề mới trong thời đại của Ngài, như vấn đề quyền tự do và mối hiệp nhất của giáo hội, vấn đề người Roma, vấn đề tân tiến thuyết, xã hội thuyết và việc truyền bá phúc âm hóa cho những công nhân làm việc trong ngành kỹ nghệ. Sau đại chiến thứ nhất, năm 1914 đến năm 1918, số học đường, những nhà lưu trú, các trường dạy canh nông, các hoạt động bác ái và an sinh đã tăng phát. Trong số những hoạt động dấn thân và nguyên thủy nhất của Ngài, còn có những Little Cotolengos để chăm sóc cho thành phần đau khổ và bị bỏ rơi. Những nơi thử được xây cất là những vùng ngoại ô các thành phố lớn, với vai trò như những tòa giảng mới để nói về Chúa Kitô và về giáo hội, là những ngọn hải đăng thực sự của đức tin và của văn minh. Ngài được các vị giáo hoàng và thẩm quyền tòa thánh trọng vọng, nên Ngài được giáo hội ủy thác cho những công việc mật kín, giải quyết những vấn đề và chữa lành các tổn thương cả bên trong lòng giáo hội lẫn với những mối liên hệ với xã hội. Ngài là một nhà giảng thuyết, một cha giải tội và chuyên viên hăng say tổ chức các cuộc hành hương, các việc truyền giáo, các cuộc rước kiệu, các cảnh hang đá sống, cũng như những cuộc biểu lộ và cử hành đức tin. Ngài hết sức tôn sùng Đức Mẹ và phổ biến lòng tôn sùng Đức Mẹ bao nhiêu có thể. Bằng lao công của những chúng sinh thuộc thẩm quyền mình, Ngài đã xây cất những đền thánh Our Lady of Safekeeping ở Tortona và Our Lady of Caravaggio ở Fumo. Vào mùa đông năm 1940, Ngài đã về nhà San Remo để dưỡng bệnh tim và phổi. Sau đó 3 ngày, tức vào ngày 12 tháng 3 năm 1940, Ngài đã qua đời giữa anh em của mình bằng tiếng than thở: Giê-xu ơi, con ra đi đây. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện.
cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy bảo con hãy yêu thương anh em hết lòng. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu thương kẻ thù, bởi lẽ chính Thiên Chúa đã ban cho ta tình yêu này. Ấy chính là ân sủng chan chứa nơi người, vừa là món quà nhưng không, vừa là vẻ đẹp tuyệt đỉnh không gì sánh được. Lạy Cha, xin đẩy xa những cám dỗ trong tư tưởng của con, cho con có đủ can đảm để nhận ra điều xấu xa đó, và con muốn đối mặt với nó cùng với Chúa. Đầu vào mùa chay, những nỗ lực của con sẽ được kết hiệp cùng với Chúa Giêsu. Con muốn đền tội bằng cách không coi kẻ thù của mình là kẻ xấu xa vốn có. Vậy điều gì đã khiến kẻ thù ghét con? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.